Anh chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần 12 của 1.000 từ vựng tiếng Hàn sơ cấp bạn nhất định phải biết. Phần này cũng gồm có 50 từ và mỗi từ sẽ có kèm ví dụ minh họa. Mình sẽ đọc lại hai lần để mọi người có thể đọc theo ha. 네, 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다. Trước khi bắt đầu thì mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. 네, 지금 시작합시다. 네, 따라해 보세요. 뭐 이거 답 태우면 하. 옛날, 옛날, 예슈, 고. 옛날 생각이 나요. 옛날 생각이 나요. 또 nhớ về ngày xưa. 옛날, xưa, ngày xưa, 고. 생각이 나다. nhớ, nhớ về điều gì đó. 오다, 오다. đến 오셨어요? 오셨어요? Bạn đã đến rồi đấy à. 오다 đến động từ mình có bạc chim thì mình thêm 으시다. Không có bạc chim thì 시다. Ở đây cái phần này có nghĩa là kính ngữ thôi, tôn trọng mình lịch sự đối với người mình đang đề cập đến hoặc là người mình đang nói chuyện. Khi chi quá khứ thì thành 오셨어요. 오래간만, 오래간만, lâu rồi mới, 오래간만에 봐요, 오래간만에 봐요, lâu rồi mới gặp, 오래간만, lâu rồi mới gì đó. Vì là danh từ chỉ thời gian nên mình sẽ thêm e vào và từ tiếp theo động từ 보다. 보다 ở đây bình thường mình sẽ có nghĩa là xem, nhìn, ngắm gì đó. Tuy nhiên nó còn có nghĩa là gặp gỡ nữa. 오랫동안, 오랫동안, rất lâu, quá lâu, lâu. 여기서 오랫동안 살았어요. 여기서 오랫동안 살았어요. Tôi đã sống ở đây rất lâu rồi. 여기 là đây, ở đây. 서 này là viết tắt của 에서, ở tại nơi nào đó. 오랫동안, rất lâu, quá lâu. 살다 là sống. Khi chi quá khứ mình sẽ có là 살았어요, đã sống. 오렌지, 오렌지, quả cam. 오렌지에는 비타민 C가 많아요. 오렌지에는 비타민 C가 많아요. Trong cam có nhiều vitamin C. 오렌지, quả cam. 에는 ở đây có nghĩa là trong, trong quả cam mà nó có nghĩa nhấn mạnh, có chữ hình ở đây ha. Vitamin C là vitamin C. 많다 là nhiều hoặc là có nhiều. 오른쪽, 오른쪽, bên phải. 오른쪽으로 보세요. 오른쪽으로 보세요. Hãy nhìn về phía bên phải. 오른쪽, bên phải. Danh từ cộng với 으로. Khó bắt chim 으로, không bắt chim thì mình cộng với 로 ha. Cái này là danh từ chỉ phương hướng, đi về cái hướng nào đó. Về cái hướng nào đó. 보다 là xem, nhìn. Động từ khó bắt chim thêm 으세요. Không bà chim thêm xèo. Có nghĩa là hãy làm động từ. 온천, 온천, suối nước nóng. 온천에 가요. 온천에 가요. Đi tắm suối nước nóng hoặc là đi đến suối nước nóng. 온천 là suối nước nóng. Danh từ mình cộng 에 가다. Có nghĩa là đi đến danh từ. 올라가다, 올라가다, đi lên, leo lên, trèo lên, đi về. Trường hợp này, 받침 là riêng, gặp phía sau nó là cái từ tiếp theo đó, là chữ riêng tiếp thì cái chữ riêng thứ hai mình sẽ đọc là l ha, nên là thành 올라가다. 산에 올라가요, 산에 올라가요, leo lên núi. San ở đây là núi. Danh từ e 올라가다, leo lên trên núi, đi lên trên núi.
올해, 올해, năm nay. Pachim là riêng, theo sau nó là hiết, chữ hờ này. Thì luôn luôn Pachim sẽ bay lên chiếm ở vị trí của chữ hờ khi đọc. Mình sẽ đọc là 올해. 올해 31살이에요. 올해 31살이에요. 올해 năm nay 서른 là 30, han ở đây là một, tức là 31, tức là 31. Sai ở đây có nghĩa là tuổi hoặc là thịt, miếng thịt của mình á. Khi mà mình tăng cân mình có sai đi chi tả, sai ở đây là tuổi hoặc là thịt. Yeo, danh từ có bà chim thêm yeo, không bà chim mình thêm yeo, có nghĩa là danh từ. Năm nay tôi 31 tuổi. Quảng bụng, quảng bụng, khứ hồi, hai chiều, lượt đi lượt về, thường dùng cho vé này nọ, những cái gì mà đi đi về về thì mình sẽ dùng quảng bụng ha. Quảng bụng ticket은 얼마예요? 왕복 티켓은 얼마예요? 왜 khứ hồi là bao nhiêu ạ? 왕복 có nghĩa là khứ hồi, ticket nghĩa là vé, tiếng Anh là ticket á. 얼마 là bao nhiêu, 예요 là đuôi là, có bà chim, danh từ có bà chim thì 이에요, không có bà chim thì 예요, là danh từ. 외국어, 외국어, tiếng nước ngoài. 외국어를 할수 있어요. 외국어를 할수 있어요. Tôi có thể nói được tiếng nước ngoài. 외국 là nước ngoài. 외국 thêm chữ o nữa. 외국어, tiếng nước ngoài. 하다, ở đây là làm. Tuy nhiên mình có cụm là 외국어를 하다, hoặc là cái ngôn ngữ nào đó mình 하다, tức là mình nói cái ngôn ngữ đó ha. Trong trường hợp đọc này thì mình nói tiếng nước ngoài. Động từ ưn riêng su ít tà là có thể làm gì đó. Quê rục tà, cô đơn. Hôn cha sai khi tê mù nè, quê rù ở. Hôn cha sai khi tê mù nè, quê rù ở. Vì sống một mình nên tôi cô đơn. Hôn cha là một mình, sai tà là sống. Động từ cộng khi tê mù nè có nghĩa là vì động từ. Tiếp theo, 외로워요. 외롭다, cô đơn, khi chi đuôi vô sẽ thành 외로워요. Đây là quy tắc받침 biếp. Quy tắc받침 chữ bờ. Khi theo sau là nguyên âm, tức là theo A, O, U gì đó, thì bờ nó sẽ bị biến thành chữ U và chia đuôi bình thường. Trong trường hợp này, U là thuộc, khi chia đuôi vô thuộc trường hợp thứ ba sẽ cộng với O vô, thì mình có 외로워요. 왼쪽, 왼쪽, bên phải. 왼쪽으로 가세요. 왼쪽으로 가세요. Hãy đi về phía bên phải. 왼쪽 là bên phải. Danh từ cộng với 으로 khi có bạch chim và cộng với 로 khi không có bạch chim. Nó có nghĩa là về hướng, theo hướng. Danh từ cái 으로 này trong trường hợp này là chỉ hướng ha. 가다 là đi. Động từ có bạch chim thì 으세요. Không có bạch chim thì sale, có nghĩa là hãy làm động từ. 욕실, 욕실, phòng tắm, nhà tắm. 욕실을 함께 써도 되세요? 욕실을 함께 써도 되세요? Tôi dùng chung phòng tắm có được không? 욕실 là phòng tắm, nhà tắm. 함께 có nghĩa là cùng. 쓰다 khi chia AO도 sẽ thành là sở, có nghĩa là dùng, sử dụng. Động từ aodu thuê tà, làm động từ thì có được hay không? Cuối cùng mình có động từ hoặc là tính từ có bà chim thì useo, không có bà chim thì seo. Trong trường hợp này nó không có nghĩa là hãy mà nó có nghĩa là kính ngữ, tức là nó nói trong dùng trong văn lịch sự, mình tôn trọng cái đối phương đang nói chuyện của mình hoặc là mình tôn trọng cái người nói, người đang nói chuyện với mình ha. Tiếp theo, usan, usan, cái dù. 비가 온다니까 우산은 가져가세요. 비가 온다니까 우산은 가져가세요.
가져가세요. 비가 오다. Trời mưa. Mình có in động từ, mình cộng với in, nên, thà cô hà đà. Có nghĩa là nói rằng, nghe nói rằng động từ. Tuy nhiên trong đây nó có thêm cái động từ có bà chim thì ư nì ga, không bà chim là nì ga. Có nghĩa là vì. Vậy trong trường hợp này là vì nghe nói rằng, cái này nó rút gọn lại ha các bạn, nó rút gọn lại sẽ thành là nên in thanika. Vì nghe nói rằng trời mưa, u san là cây dù, kha so kha ta là mang đi, đem đi. Động từ có bạch chim thêm ư seo, không có bạch chim cộng seo. Có nghĩa là hãy gì đó. U che cục bưu điện. 펼치를 보내러 우체국에 가요. 편지를 보내러 우체국에 가요. Tôi đến bưu điện để gửi thư. 편지 là thư, 보내다 là gửi. 편지를 보내다, gửi thư. 우체국 ở đây là bưu điện. Mình có động từ rò, ư rò. Có bạch chim ư rò, không bạch chim thì rò. Cộng danh từ e kata, tức là đi, đến danh từ để làm động từ. U표 tem thư. U표를 여기서 붙이세요. U표를 여기에 붙이세요. Hãy dán tem vào đây. U표 tem thư. Yogi là ở đây. E butchida. Dán vào nơi nào đó thì mình có là e butchida. Cái chỗ này, pachim á, là chữ thờ. Khi theo sau á, là chữ y. Thì cái mình này mình sẽ đọc là butchi. Butchi nha mọi người. Động từ có pachim thì thêm uzeo. Động từ không có pachim mình thêm seo. Trong trường hợp này là có nghĩa là hãy động từ, hãy làm động từ. 운전하다, 운전하다, 라이셰. 조심히 운전하세요. 조심히 운전하세요. Hãy lái xe cẩn thận. 조심히, một cách cẩn thận. 운전하다 là lái xe. Động từ có bạch chim thì ư xèo. Không có bạch chim xèo. Hãy làm gì đó, hãy làm động từ. 울다, 울다, khóc. 울지 마세요. 울지 마세요. Đừng khóc mà. 울다 là khóc. Động từ cộng với chi mal ta. Đừng làm danh từ. Khi chia seo thì nó do là gặp nguyên tắc r mà gặp, đáng lẽ làm sẵn cam man mình sẽ hướng dẫn cái phần này ha. Hồi trước mình không hướng dẫn, có bạn hỏi động từ chi mal ta khi chia đuôi ư seo, tức là đuôi hãy gì đó, thì đầu tiên mình bỏ tà đi. Không có bạch chim thì mình sẽ cộng seo, có bạch chim thì mình phải cộng ư seo. Tuy nhiên nó có một nguyên tắc là r, r mà gặp chữ n, chữ bờ sờ tiếp theo á thì r sẽ bị mất. Tuy nhiên chữ r mà gặp tiếp theo là chữ ư á thì chữ ư sẽ bị mất. Và mình có r gặp chữ ư ở đây thì đầu tiên là chữ ư mất. Tiếp theo ư mất thì mình phải đưa cái co này vô. Tuy nhiên lại r lại gặp theo cái trường hợp phía trên này là r mà gặp n bờ sờ thì r sẽ bị mất. Trong khi r ở đây gặp cái chữ tiếp theo là chữ co, chữ sờ thì r sẽ bị mất luôn. Vậy cái này sẽ còn là động từ cộng với chi bà sẽ. Rồi, tiếp theo nha mọi người. Utta, cười. Vê, ủa sao? Sao bạn lại cười thế? Vê này là tại sao? Utta là cười. Europe, châu Âu. Europe 여행을 가고 싶어요.
유럽 여행을 가고 싶어요. Tôi muốn đi du lịch châu Âu. Europe là châu Âu, Yohen là du lịch. Europe Yohen, du lịch châu Âu. Kata là đi, động từ cộng với cô ship pio, cô ship ta là muốn cái gì đó. Cho bản thân mình ha. Yumyeonghada. Yumyeonghada, nổi tiếng. 제가 점점 유명해졌어요. 제가 점점 유명해졌어요. Tôi dần dần trở nên nổi tiếng. 제가 là tôi trong trường hợp làm chủ ngữ. 점점 là dần dần. 유명하다 là nổi tiếng. Động từ mà mình... À, tính từ. Tính từ. Mình cộng aojida. Là trở nên. Như thế nào đó. Như thế nào đó. Trong trường hợp này, 유명하다 là nổi tiếng, trở nên nổi tiếng thì sẽ là 유명해지다. Trong khi mình chia ở thì quá khứ đã cái gì đó thì mình sẽ chia 쳤어요. Đã nổi tiếng. 육교. 육교. Cầu vượt. 육교를 건너가요. 육교를 건너가요. Đi qua cầu vượt. 육교 là cầu vượt, 건너가다, đi qua, băng qua. 음료수, nước giải khát. Trong trường hợp này, chữ R này mình sẽ đọc thành chữ N ha. 음료수. 어떤 음료수를 마시고 싶어요? 어떤 음료수를 마시고 싶어요? Bạn muốn uống loại nước giải khát nào? 어떤 음료수, nước giải khát nào? 마시다 là uống. Động từ cộng 고싶다 là nói về bản thân mình hoặc hoặc là nói về bạn, người đối diện với mình ha. 고싶다 muốn làm gì đó. 의논하다 bàn luận, bàn bạc, thảo luận. 어떤 일을 하기 전에 저와 의논해서 하세요. 어떤 일을 하기 전에 저와 의논해서 하세요. Trước khi làm việc gì, hãy bàn bạc với tôi rồi làm. 어떤 일, việc gì, việc nào. 하다, làm cái việc nào đó. Động từ bỏ tà đi thêm gì, 전에. Trước khi làm động từ. 저, ở đây là có nghĩa là tôi. Qua, danh từ mà có bà chim thì mình sẽ cộng với qua. Không có bà chim, qua. Qua. Nghĩa là và với danh từ. Uinun hata là bàn bạc thảo luận. Ao so trong trường hợp này mình sẽ có nghĩa là động từ có bạch chim hay không bạch chim gì cũng được, mình bỏ tà mình thêm a o so chia theo từng trường hợp ha. Nó có nghĩa là vì nên hoặc là rồi và gì đó. Trong trường hợp này mình sẽ là rồi ha, nó dịch theo cái hướng thời gian. Rồi, hai ta là làm. Động từ có bạch chim thì thêm ư dèo. Không có bạch chim thì dèo. Hãy làm động từ. Y. Y. Răng. Cái răng. Y를 잘 닦으세요. Y를 잘 닦으세요. Hãy đánh răng thật kỹ. Y là cái răng. 잘. Kỹ. Tốt. Thật tà là đánh. Chải. Động từ có bà chim thì ư dèo, không bà chim thì dèo. Hãy làm động từ. Y cụt, nơi này. Y cụt에서 사고가 났어요. Y cụt에서 사고가 났어요. Tai nạn đã xảy ra ở nơi này. Y là này, cụt là nơi. Y cụt, nơi này. Danh từ eso, nơi chốn, cộng eso là tại, ở danh từ. Sakuga nada là xảy ra tai nạn. Chi quá khứ, sakuga nasseo, đã xảy ra tai nạn. Itaga, lát nữa, chút nữa. Itaga, tashi, chanhwa halkeo. Itaga, tashi, chanhwa halkeo. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại lại. Itaga, lát nữa, 다시, lại, 전화하다,
điện thoại, gọi điện thoại. 끊질게요. 끊질게요. đó là sẽ. 이렇게, 이렇게, thế này, như vậy, như thế này. 왜 이렇게 늦었어요? 왜 이렇게 늦었어요? Sao bạn lại trễ thế này? Sao bạn lại trễ như vậy? 왜 là tại sao, sao? 이렇게, như thế này, như vậy. 늦다 là trễ, chi quá khứ là 늦었어요, đã trễ. 이리저리, 이리저리, này nọ, chỗ này chỗ kia, đây đó. 이리저리, 핑계를 대지 말아요. 이리저리, 핑계를 대지 마세요. Đừng có viện cớ này nọ. 이리저리, này nọ. 핑계 là viện cớ. 핑계를 대다, đó là nguyên động cụm từ, đó là gọi là viện cớ, viện lý do. Động từ, chi bà đài chi mãi tà là đừng làm động từ. Email, 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 email 주소를 알려주세요. Email 주소를 알려주세요. Hãy cho tôi biết địa chỉ mail. Email, email là địa chỉ mail. Mail, 주소 là địa chỉ. 알려주다 là cho biết. Động từ có và chim thêm se, ư세요, không và chim thêm se요. Hãy làm động từ. 이제, 이제, bây giờ. 이제 안 가도 돼요. 이제 안 가도 돼요. Bây giờ không đi cũng được. 이제 là bây giờ. 안, động từ là không làm động từ. 가다 là đi. Động từ cộng với a, o, thua, thuê, tà. Làm, dù làm cái động từ này cũng được, tức là làm gì đó cũng được. 이해하다, 이해하다, hiểu. 이해해주세요, 이해해주세요, hãy hiểu cho tôi. 이해하다 là hiểu, động từ cộng a, o, 주다, làm cái gì đó cho. Tiếp theo, động từ có và chim thì 으세요, không có và chim thì 세요, hãy gì đó. 익숙하다, 익숙하다, quen thuộc, thành thục, mình sẽ đọc là 익숙하다 nha các bạn. Và chim là kiok khi gặp, theo sau nó là hiết, chữ hờ thì chữ hờ sẽ đọc thành chữ khờ. 한국 생활에 익숙해졌어요. 한국 생활에 익숙해졌어요. Tôi đã trở nên quen với cuộc sống ở Hàn Quốc. 한국 là Hàn Quốc, 생활 là cuộc sống. 한국 생활, cuộc sống ở Hàn Quốc. Danh từ e ở trong đây có nghĩa là với danh từ. Isukata là quen thuộc, thành thục. Động từ cộng a, o, chida. Đây là trở nên động từ, trở nên quen thuộc trong trường hợp. Isukata trở nên quen thuộc. Interview, interview, phỏng vấn. 그는 인터뷰에 응해줬어요. 그는 인터뷰에 응해줬어요. Anh ấy đã nhận lời phỏng vấn. 그 là anh ấy, interview là phỏng vấn. Danh từ e, 응하다 là nhận lời hoặc là đồng ý. Động từ có và chim. Hay không có bạch chim, mình sẽ chia theo cái trường hợp AO. Chu tà. Làm cái gì đó cho. Il. Il. Việc, công việc. Y đi, khe, chém ít sợ. Y đi, khe, chém ít sợ. Công việc này khá thú vị. Y là này, y là công việc. Y công việc này, khoe có nghĩa là khá. Cộng theo sau thường là tính từ ha, chế tà là vui. Thú vị. Il tha, mất, đánh mất, lạc. 사랑은 잃었어요. 사랑은
잃었어요. 또 다른 mất tình yêu. 사랑은 tình yêu, 잃다 là mất đánh mất chi quá khứ, 잃었어요. 있다, 웬, 모두 다 잊으세요. 모두 다 잊으세요. Hãy quên tất cả đi. 모두 다, tất cả, hết tất cả. 있다 là quên. Động từ có받침 thêm 으세요, không 받침 thêm 세요. Hãy làm động từ. 입, 입, 라, 라카이. 잎들은 가을에 떨어져요. 잎들은 가을에 떨어져요. Lá rụng vào mùa thu. 잎 là lá, 들 là những cái lá, tức là mình nói chung là lá thôi. 가을 là mùa thu. Danh từ e là vào danh từ. 떨어지다, rớt rơi rụng. 자기, 자기, bản thân mình, tự mình. Hoặc là bạn nói về người ta. 그는 항상 자기 이야기만 해요. 그는 항상 자기 이야기만 해요. Anh ấy luôn chỉ nói về bản thân mình. 그 là anh ấy, 항상 là luôn luôn. 자기, bản thân của anh ấy, của người nói ha, của cái chủ ngữ ha. 이야기, câu chuyện, danh từ cộng man, chỉ danh từ. Trong trường hợp này, 이야기만 하다, chỉ nói chuyện. 자리, 자리, chỗ, vị trí. 노인들께 자리를 양보해요. 노인들께 자리를 양보해요. Nhường chỗ cho người lớn tuổi. 노인들, những người lớn tuổi. Kê, cho danh từ là cái gì đó, cho danh từ mình dùng kê ha. Kê là kính ngữ của từ ê kê. Nên dùng từ kê này sẽ là sự ha. Thà đi là chỗ vị trí. Dạng vô ha tà là nhường. Thà si, một cách chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ. Thà si, 설명해 주세요. Thà si, 설명해 주세요. Hãy giải thích chi tiết giúp tôi. 자세히 chi tiết kỹ tỉ mỉ. 설명하다 là giải thích. Động từ cộng với ao chuta làm cái gì đó cho cái người đang nói. Động từ có bạch chim thì thêm ư theo, không bạch chim thì theo, có nghĩa là hãy làm động từ. 자세하다, 자세하다. Chi tiết, tỉ mỉ, cụ thể. 자세한 이야기는 나중에 합시다. 자세한 얘기들은 나중에 합시다. Chuyện cụ thể thì chúng ta hãy bàn sau. 자세하다, cụ thể. 이야기 là câu chuyện, chuyện. 나중에 là sau này. 하다 là làm. Khi mình nói động từ up với upshita, động từ á, mà có trường hợp là up với upshita, có nghĩa là chẳng cảm mán up với upshita với cái gì vậy trời, upshita. Trong trường hợp có bạch chim và không có bạch chim thì mình sẽ dùng upshita. Trường hợp hãy hay chúng ta hãy gì đó. 작년, 작년. Chỗ này mình sẽ đọc là chữ G, 작년. 이 가방은 작년에 샀어요. 이 가방은 작년에 샀어요. Cái cặp này tôi đã mua vào năm ngoái. Y là này, là cá băng là cái cặp nè. Có chủ ngữ là cái cặp này. 작년 là năm ngoái. Mình có danh từ chữ thời gian thêm e vào năm ngoái. Sa dạ đà là mua, khi chi quá khứ là đã mua, sách sợ. Chạy tuyệt đà,
잘 되다, 똑 đẹp, 수세. 모든 일이 잘 돼요. 모든 일이 잘 돼요. Tất cả mọi việc đều tốt đẹp. 모든 일, tất cả mọi việc 잘 되다, 똑 đẹp, 수세. 잘못, 잘못. Sai lầm, sai, nhầm lẫn hoặc là cái tội. 잘못을 인정해요. 잘못을 인정해요. Thừa nhận sai lầm, 잘못 là sai lầm, nhầm lẫn, tội. 인정하다 là nhận, thừa nhận. 잠, 잠, giấc ngủ. 잠이 안 와요. 잠이 안 와요. Không ngủ được. Tham là giấc ngủ, ảnh là không, cái gì đó không, động từ tính từ. Ô tà là đến, hoặc là trong trường hợp này thì mình sẽ ghi là không ngủ được ha. Trầm cần, một lát một chút chút xíu. Trầm cần, 눈을 붙이세요. Trầm cần, 눈을 붙이세요. Hãy chợp mắt một lát đi. 잠깐 là một lát một chút. Nun, nun, nun butchita, nuni butchita. Có nghĩa là chợp mắt. Động từ không có bà chim thì sẹo, có bà chim thì ư sẹo. Chapta, chapta. Bắt, tóm, lấy hoặc là lựa chọn. Thủ tục, chapayo. Thủ tục, chapayo. Bắt trộm, thủ tục là ăn trộm, kẻ ăn trộm, chặt tà là bắt lấy. 네, 오늘 여기까지입니다. Hôm nay là tới phần này thôi nha mọi người. 네, 다음 시간에 봐요. Hẹn gặp lại mọi người vào thời gian tiếp theo. 네, 구독과 좋아요 잊지 마세요. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là bấm like để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. 네, 안녕히 계세요.